để kéo dài quá lâu. Chiều 22 tháng 10, tại Thủ Đức đã diễn ra cuộc họp nhằm giải quyết vụ việc hai cán bộ cấp quận thành lập nhà bất hợp pháp mà báo chí phản ánh thời gian qua. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng vụ việc để kéo dài quá lâu, không thể không giải quyết. Ảnh Hồ Văn. Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, thành phố đã có quy chế tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, từ báo chí về các sai phạm, tiêu cực xảy ra trên địa bàn thành phố để tiếp thu, giải quyết. Trong đó có việc lập lại trật tự thành lập trên địa bàn thành phố. Việc hai cán bộ của quận thành lập nhà bất hợp pháp, báo chí và người dân phản ánh từ lâu. Hôm nay, tôi và các bạn hữu dự cuộc họp này để nghe lại khái quát vụ việc như thế nào, từ đó có hướng giải quyết. Vụ việc kéo dài đã lâu, không thể không giải quyết, Bí thư Nhân cho biết. Cuộc họp có hàng chục phóng viên tới dự, tuy nhiên các báo chỉ được vào ghi hình 10 phút ban đầu, sau đó bị mời ra ngoài. Điểm mặt nhà không phép của chỉ đạo quận Thủ Đức. Cuộc họp nói trên liên quan đến việc ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều người thân thành lập nhà cửa không phép trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ông Lê Hữu Thành có người thân là Lê Hữu Quý, từng giữ chức chánh thanh tra quận Thủ Đức, người cũng có nhà cửa vi phạm trật tự thành lập và đã bị điều chuyển về làm trưởng phòng tư pháp quận Thủ Đức. Bí thư quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường, người đứng bên trái đang công bố vụ việc với Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Hồ Văn. Theo đó, khu đất thuộc quy hoạch ga dự trữ theo quyết định số 4940 Ủy ban Nhân dân ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhưng từ năm 2015 đến 2017 mọc lên các nhà cửa, gồm nhà cửa nhà xe do ông Lê Hữu Thành làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm khoảng 469,89 m², kết cấu cầu sắt, kèo sắt, giác tôn, mái tôn, thời điểm vi phạm năm 2016. Công trình thành lập xưởng gỗ do bà Lê Thị Ngọc Phụng làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 249,9 m², kết cấu cầu kèo sắt giác tôn, mái tôn, vi phạm năm 2017. Công trình thành lập xưởng cơ khí do bà Lê Thị Tuyết làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm 120,9 m², kết cấu cầu kèo sắt, giác tôn, mái tôn, vi phạm năm 2016. Công trình thành lập xưởng cơ khí do ông Lê Ngọc Dương làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm khoảng 177,8 m², kết cấu một trệt một lửng, cột kèo sắt, giác tôn, mái tôn, sàn gỗ, vi phạm năm 2017. Công trình thành lập nhà xưởng do bà Lê Thị Kim Linh làm chủ đầu tư, diện tích vi phạm 150 m², kết cấu khung sắt, giác và mái tôn vi phạm năm 2018. Công trình thành lập không phép do ông Lê Hùng Sơn làm chủ đầu tư có diện tích vi phạm 50 m², kết cấu móng bê tông cốt thép, cột sắt, giác và mái tôn, vi phạm năm 2016. Từ tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh dự kiến thực hiện cưỡng chế nhà cửa thành lập vi phạm nhưng chưa công bố Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức. Bản thân ông Lê Hữu Thành đã nhận thức đầy đủ, tiếp thu và cam kết thu xếp, tự nguyện tháo dỡ nhà cửa vi phạm khi có kết luận. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9 năm 2019 các công trình này vẫn tồn tại, phiên bản thân ông Lê Hữu Thành xin thêm thời gian để tháo dỡ. Lãnh đạo quận Thủ Đức thừa nhận xử lý vụ việc sai phạm này là chậm chạp, sẽ rút kinh nghiệm nghiệm, kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc sai phạm, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chỉ đạo. Xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cũng không loại bỏ ai, công bố của Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức nêu. Thủ Đức là một trong những địa bàn nóng về vi phạm trật tự thành lập. Tháng 3 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức và ông Nguyễn Nam Hải, trưởng phòng quản lý thành phố quận Thủ Đức và một số chỉ đạo phường Linh Đông, phường Tam Phú vì đã để xảy ra chậm chạp xử lý các nhà cửa vi phạm trật tự thành lập.